There he is. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 5 tháng 5 năm 2015. Hoài Hương xin kính chào quý vị. Trung Quốc tăng cường quyền lực mềm bằng cách thành lập think tank mới. 48 người được giải cứu trong tai nạn đụng tàu ở Vịnh Hạ Long. Cảnh sát chìm bảo vệ an ninh tại quảng trường Nguyễn Huệ, phố đi bộ đầu tiên của Việt Nam. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Trong khuôn khổ các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xoay chiều công luận Mỹ, Trung Quốc đã thành lập một viện nghiên cứu đặc biệt tập trung vào cuộc tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Những người sáng lập tổ chức mô tả đây là think tank đầu tiên của Trung Quốc ngay giữa lòng thủ đô nước Mỹ. Theo bản tin của tờ The Wall Street Journal, viện nghiên cứu các vấn đề Trung Mỹ gồm có 3 nhân viên, làm việc từ một văn phòng nhỏ ở quận Arlington, bang Virginia, gần phi trường Ronald Reagan ở thủ đô Washington. Theo lời giám đốc điều hành của viện, bà Hong Nong, thì sứ mạng của viện nghiên cứu này là nghiên cứu và trao đổi về các vấn đề hàng hải và các quan hệ Mỹ-Trung, chứ không đại diện cho chính quyền Trung Quốc. Theo lời bà Hồng, thì viện muốn xây dựng một diễn đàn để phổ biến một thông điệp đúng đắn từ cả hai phía. Bà Hồng bảo vệ bằng tiến sĩ tại Đại học Alberta ở Canada với chủ đề xoay quanh việc xem xét các vấn đề pháp lý và chính trị có liên quan tới cuộc tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa. Viện nghiên cứu các vấn đề Trung Mỹ ra đời tiếp theo sau lời hô hào của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm ngoái, kêu gọi thành lập những think tank mới để cải thiện đường lối quản trị đất nước và tăng cường quyền lực mềm của Trung Quốc, đặc biệt là khả năng thăng tiến các lợi ích của Bắc Kinh thông qua các phương tiện văn hóa, truyền thông và giới học thuật. Các think tank thường có chức năng nghiên cứu, đề xuất và cố vấn chính sách. Khi thiết lập viện nghiên cứu chính sách mới, Trung Quốc được coi là đã theo chân một số nước láng giềng ở châu Á, kể cả đối thủ lâu năm của Trung Quốc trong khu vực là Nhật Bản và Đài Loan. Hai nước này từ lâu đã tài trợ cho các viện nghiên cứu chính sách của Mỹ, cũng như bảo trợ cho một số viện đại học và chức vụ quan trọng tại các viện học thuật này, trong một cố gắng nhằm tạo ảnh hưởng đối với tiến trình làm chính sách của Hoa Kỳ. Báo Wall Street Journal nói, viện nghiên cứu chính sách mới sẽ cho phép các nhà nghiên cứu và các giới chức Trung Quốc có một diễn đàn để tạo ảnh hưởng trong cuộc tranh luận ở Mỹ và tiến trình làm chính sách của Hoa Kỳ, đặc biệt liên quan tới các vụ tranh chấp lãnh hải ở Á Châu, mà tờ báo cho rằng đang tiếp tục leo thang tới mức có thể có nguy cơ xảy ra xung đột quân sự. Về bước hành động mới nhất của Trung Quốc để tăng cường quyền lực mềm, một trong những nhà trí thức đi đầu trong phong trào dân chủ ở Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, có nhận định sau đây. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang dùng tất cả mọi các cái sức mạnh của mình để thâm nhập vào khắp các nơi trên thế giới và tuyên truyền đối với thế giới cho những cái đòi hỏi rất sức là tị ý của mình. Và với cái sức mạnh mọi thứ của họ thì tôi nghĩ rằng họ sẽ có thể thuyết phục được rất là nhiều người. Tờ The Economist hôm 2 tháng 5 nói, sau nhiều tháng giáo diết cải tạo đất, xây đảo trong Biển Đông, Trung Quốc đang xoay sang áp dụng một phương hướng tiếp cận có tính tế nhị hơn khi hình thành think tank mới. Tờ báo nói đây là một chi nhánh của Viện Nghiên cứu Quốc gia về các vấn đề Biển Nam Trung Hoa của Trung Quốc ở Hải Nam. Thế liệu Việt Nam có thể làm được gì để đối phó với bước hành động mới nhất của Bắc Kinh nhằm củng cố quyền lực mềm? Tiến sĩ Nguyễn Quang A. Với cái sức của mình thì Hà Nội khó lòng có thể đứng nổi với những cái hoạt động ấy của Trung Quốc. Tuy vậy, Hà Nội cũng cần có những cái bước mạnh mẽ của mình, khuyến khích những cái tổ chức hoàn toàn độc lập, các cái nhà nghiên cứu thuộc nhà nước, có khuyến khích họ lên tiếng và huy động tất cả những nguồn lực của đất nước để làm rõ cái âm mưu này của nhà cầm quyền Trung Quốc. Chưa gì, Viện Nghiên cứu các vấn đề Trung Mỹ đã mời được cựu ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger lên tiếng tại diễn đàn mới này. Phát biểu trong một băng video được thu hình từ trước, ông Kissinger đề cập tới tầm quan trọng của các quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.
Tham gia một hội thảo tại diễn đàn này, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ông Thôi Thiên Khải nói, nước ông sẽ hành động một cách tự chế trong Biển Đông, mặc dù cùng lúc ông khẳng định Bắc Kinh sẽ mạnh mẽ bảo vệ các lợi ích của mình trên vùng biển này. Tờ The Economist bình luận rằng, các cố gắng của Trung Quốc tìm cách phết lên một lớp sơn học thuật để củng cố các đòi hỏi chủ quyền của mình trên hầu hết diện tích Biển Đông trong phạm vi của cái gọi là đường lưỡi bò mà nước này đã vẽ ra trên biển Nam Trung Hoa khó có thể thuyết phục được nhiều người ở Hoa Kỳ hay ở Đông Nam Á. Tiến sĩ Nguyễn Quang A không hoàn toàn đồng ý với quan điểm đó. Ông cho rằng cố gắng cũng như tiền cụ của Bắc Kinh đã mang lại một số kết quả. Có rất nhiều các học giả có tên tuổi của quốc tế trước kia có quan điểm tương đối là độc lập, thì bây giờ như vậy là cũng vì đồng tiền hay là vì cái gì đó không biết, nhưng mà làm việc cho họ và lên tiếng binh vực những cái đòi hỏi của Trung Quốc ở Biển Đông. Các công trình lắp đất xây đảo nhân tạo giáo diết của Trung Quốc hồi gần đây đã gây quan ngại sâu xa tại các nước cũng tuyên bố chủ quyền trên các vùng biển này. Tokyo trong năm 2015 đã tăng gấp 3 lần ngân sách dành cho các quan hệ công có tính chiến lược. Nhật Bản, Đài Loan, Nam Triều Tiên, Singapore và Việt Nam đều là các nước cung cấp tài trợ cho Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, một think tank có uy tín và có rất nhiều ảnh hưởng đối với các nhà làm chính sách Mỹ, theo thông tin được cấp trên trang nhà của CSIS. Tiến sĩ Nguyễn Quang A là một thành viên của Diễn đàn Xã hội Dân sự. Ông là nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam và hoạt động tích cực trong phong trào trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của Việt Nam từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa. 48 người được giải cứu trong vụ đụng tàu ở Vịnh Hạ Long. Mạng lưới Asia News Network loan tin này hôm nay cho biết rằng tai nạn đã xảy ra hôm 2 tháng 5 khi một tàu chở du khách tham quan Vịnh Hạ Long đâm va vào một tàu hàng chở đá vào khoảng 12 giờ trưa tại khu vực Hòn Giom gần khu vực Đình Hương, đảo Chống Mái ở Vịnh Hạ Long. Bản tin dẫn lời các giới chức địa phương nói rằng vụ đâm tàu đã khiến cho tàu chở du khách bị chìm. Nguồn tin này cho biết ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các nỗ lực cứu hộ. Trên tàu chở khách có tất cả 36 người lớn và 12 trẻ em. Trong khi đó, thuyền trưởng của tàu hàng chở đá là ông Bùi Mạnh Sơn, 42 tuổi, đến từ thị trấn Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Báo chí Việt Nam dẫn lời ông Lê Hồng Thắng, Giám đốc Cảng vụ thủy nội địa thuộc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, cho hay là dựa vào nguyên tắc tránh nhau và luật quy định về hoạt động giao thông đường thủy nội địa, thì tại bước đầu có thể xác định là vụ va chạm có thể được quy lỗi cho tàu chở đá. Cảnh sát chìm bảo vệ an ninh tại quảng trường Nguyễn Huệ, phố đi bộ đầu tiên của Việt Nam. Tân Hoa Xã hôm 4 tháng 5 dẫn lời một quan chức cảnh sát địa phương tường thuật rằng, ngoài việc thiết đặt các camera an ninh tại quảng trường Nguyễn Huệ, cảnh sát đặc biệt mặc thường phục sẽ tuần tiễu dọc theo đường này ở quận 1 để bảo đảm an ninh và trật tự cho phố đi bộ đầu tiên của Việt Nam. Theo nguồn tin này, các máy quay hình và cảnh sát chìm sẽ ngăn chặn các vụ ăn cắp tài sản hoặc cướp giật khách bộ hành trên đường Nguyễn Huệ vừa được chính thức khai trương hôm 29 tháng 4, một ngày trước kỷ niệm 40 năm ngày Việt Nam gọi là ngày thống nhất đất nước. Bản tin của Tân Hoa Xã dẫn lời Thượng tá Nguyễn Sĩ Quang, trưởng phòng tham mưu công an thành phố, phát biểu tại một cuộc họp báo khi ông loan báo tình hình an ninh trật tự tại thành phố trong những ngày lễ lớn và dịp lễ lao động ngày 1 tháng 5 vừa qua. Thượng tá Nguyễn Sĩ Quang nói rằng đảm bảo trật tự, sự an toàn của dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ là một nhiệm vụ nặng nề của lực lượng công an thành phố, bởi vì con đường này là tuyến đường có nhiều du khách trong nước cũng như nước ngoài và của cư dân thành phố. Nhiều kiến trúc hai bên đường được coi là có ý nghĩa lịch sử hoặc chính trị. Ông cho biết là công an thành phố sẽ thiết đặt thêm nhiều camera an ninh tại quảng trường mới. Vẫn theo quan chức này, thì trong các ngày lễ kéo dài một tuần chấm dứt vào ngày 1 tháng 5, đã xảy ra 76 vụ hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, giảm 4 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo chí trong nước, dự án Tân Trang và xây dựng đường Nguyễn Huệ, thành phố đi bộ có kinh phí tổng cộng lên tới khoảng 430 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 640 mét và chiều rộng 464 mét. Mặt đường và hè phố đều được lót đá, được coi là để mừng kỷ niệm 40 năm
từ ngày thống nhất đất nước. Thêm 4 người vừa được giải cứu từ bên dưới các đống đổ nát hơn một tuần sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng ở Nepal. Trong số những người mới được cứu có một cụ già 101 tuổi. Nhà chức trách nói rằng hy vọng tìm thấy người sống sót đang tắt dần và con số người chết có thể tăng cao hơn con số hiện tại là quá 7.000 người. Hàng ngàn người vẫn còn mất tích, trong số đó có khoảng 1.000 người châu Âu. Máy bay quân sự, thiết bị hạng nặng và các nhân viên kiểm soát không lưu của Mỹ đã tới Nepal hôm Chủ nhật. Họ sẽ giúp phân phối các phần vật tiếp tế cứu trợ đang dồn dập đổ về sân bay quốc tế duy nhất của Nepal ở Kathmandu. Tại thành phố này, một số dấu hiệu của sự bình thường đã quay trở lại. Những nhà kinh doanh đã bắt đầu hoạt động và một số cư dân đã thu dọn lều và di chuyển vào nhà. Tuy nhiên, mùi xác chết vẫn là lý do chính khiến cho nhiều cư dân chưa trở về. Chính phủ Nepal cấp 1.000 đô la cho những gia đình có người chết, cộng thêm 400 đô la chi phí mai tang. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 8 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Nepal và ít nhất 2 triệu người đã bị thất tán. Ủy ban Hội chữ thập đỏ quốc tế đã lập một website để giúp bạn bè và gia đình báo cáo người thân bị mất tích và tìm kiếm những người đã đăng ký. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa gặp Chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan Eric Chu để thảo luận về sự phát triển của các mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan. Ông Tập cũng là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến Bắc Kinh hôm thứ Hai, ông Chu bày tỏ hy vọng rằng Đài Loan và Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc vì hòa bình khu vực và hợp tác trong các vấn đề như môi trường và kinh tế. Ông Chu, nhân vật có phần chắc sẽ trở thành ứng cử viên Tổng thống Đài Loan vào năm sau, không đề cập tới việc Bắc Kinh đang xây dựng các đường băng và cơ sở hạ tầng tại quần đảo Trường Sa có tranh chấp, nơi mà một số nước láng giềng của Trung Quốc cũng tuyên bố có chủ quyền, trong đó có Đài Loan, Philippines và Việt Nam. Đài Loan đã tách ra khỏi Trung Quốc trong cuộc nội chiến năm 1949. Bắc Kinh xem Đài Loan như một tỉnh của Trung Quốc và đe dọa trong trường hợp cần thiết sẽ dùng vũ lực để sáp nhập nơi này. Cảnh sát ở bang Texas của Hoa Kỳ đã bắn chết 2 người đàn ông mà họ nói là đang toan nổ súng bắn vào một nhân viên bảo vệ an ninh tại trường học tối Chủ nhật ở bên ngoài địa điểm đang diễn ra một cuộc thi vẽ tranh mô tả nhà tiên tri Muhammad của Hồi giáo. Một tổ chức có tên là Sáng kiến Bảo vệ Hòa bình Mỹ tài trợ cho cuộc thi tại thành phố Garland bên ngoài thành phố Dallas với một giải thưởng lên tới 10.000 đô la cho những người chiến thắng. Website của nhóm cho biết là hơn 350 bức hình đã được đệ nạp để tham dự sự kiện có mục đích ủng hộ tự do ngôn luận và khẳng định rằng người Mỹ không sợ hãi trước mối đe dọa của bạo lực từ các phần tử cực đoan Hồi giáo. Chính trị gia người Hà Lan Geert Wilders, một người chỉ trích đạo Hồi, tuần trước đã nói rằng Mỹ nên cấm người nhập cư Hồi giáo là diễn giả chính trong sự kiện này. Trên trang Twitter, ông cho biết là có tiếng súng nổ và cho biết là ông cũng đã rời khỏi tòa nhà sau bài phát biểu của ông. Nhiều người Hồi giáo cho rằng bất cứ hình ảnh nào vẽ nhà tiên tri Muhammad đều xúc phạm Hồi giáo. Vấn đề này đã gây ra căng thẳng với những người xem những bức hình này là một biểu hiện của quyền tự do ngôn luận. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể được xem dễ dàng bằng trình duyệt Opera, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Facebook VOA Tiếng Việt hoặc các thiết bị di động với ứng dụng miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin quý vị gửi về voabanlambao@gmail.com. Hoài Hương xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.